xin chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm chung bước đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tơ vương biết bao lỗi lầm. Mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm chung bước đường chân, cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn. Thân con yêu đuối, một đời gian nan, từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi, lại Ngài quên đi biết bao tội đời. Cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại. Bao năm chung bước đường chân, dòng đời trôi đi rồi còn lại chi nhớ thương nhạt nhòa, ngậm ngùi trong mong một lòng cày trông Ngài thương cứu thoát. Khổ sâu quá mau ngục tù thương đau, vào nước trời bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm chung bước đường chân, xin chào mọi người.
Xin chào mọi người.
Từ cuộc đời nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui về với Chúa.
dâu mang sầu đau. Những lúc đang hững hờ Chúa đến nào ngờ. Trong đêm khuya ngày mới, người ơi lúc Chúa tới dã từ kiếp người về nơi an vui. Xin ở lại thôi, thôi người ơi, thôi nghẹn lời. Hôm nay con giá từ cuộc đời. Xin ở lại thôi, người thân ơi, thôi lệ rơi. Các buổi về với Chúa trời. Tháng trôi bao lầm lỗi, Chúa hỡi con yếu hèn, sao lắm buồn phiền. Hôm nay đây nương nhờ ai? Nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui. Xin ở lại thôi, hỡi người ơi, thôi nghẹn lời. Hôm nay con giá từ cuộc đời. Xin ở lại thôi, người thân ơi, thôi lệ rơi. Các bụi về với Chúa trời. Bão tố mưa gió về thêm rối hơn nhiều. Hôm nay đây xin tha lỗi, người ơi hãy nhớ mãi tôi là cát bụi. Nguyện xin thương tôi. Xin ở lại thôi, hỡi người ơi. Con giá từ cuộc đời. Xin ở lại thôi, người thân ơi, thôi lệ rơi. Các bụi về với Chúa trời.
Người cho linh hồn Đa Minh, Maria, Catarina và hai linh hồn Anna, Paulo, Giuse, Teresa và Joan Baptista, linh hồn Đông Bà Cố, Giuse, Maria và các linh hồn cách riêng hôm nay cộng đoàn chúng ta điểm dừng thánh lễ an táng cho bà chủ Teresa Nguyễn Thị Hước cùng dòng họ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa, 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 Chú
Chúa dẫn tôi bước trên đường lòng, nguyện rằng Ngài là sứ mạng. Tôi chẳng lắng lo gì vì có Chúa cùng tôi. Cho dù tung lung tối tăm, thì rồi người ngày đi Chúa. Hiển nhiên trên thánh giá còn có những bà khác mà môn đệ chủ yếu, nhưng
lòng trọn vẹn với Chúa trong y tế cứu độ. Cuộc đời của mẹ đã thấm nhuộm máu đỏ hy sinh, mẹ đã dấn thân vào cuộc khổ nạn ngay từ tiếng xin vân đầu tiên. Con đường thánh giá Chúa đi qua cũng là con đường thánh giá của mẹ, và vinh quang của Chúa Phục Sinh cũng chính là vinh quang mà mẹ được tham dự với Chúa Kitô con mẹ. Thế nhưng thưa anh chị em, cho dẫu là mẹ Thiên Chúa được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội, và mẹ đã đáp lại ơn Chúa bằng việc luôn trung tín, mẹ tuyệt, nhưng điều đó không miễn trừ cho mẹ khỏi đau khổ. Và mẹ cũng phải trải qua các cung bậc của sự khổ đau, thiệt thòi, mất mát. Vì thế mẹ trở thành mẹ cho mọi kẻ sầu bi, mẹ cảm thông với tất cả những ai khổ đau và luôn trở thành nguồn an ủi cho họ. Công đồng Vaticano II đã dạy, Đức Maria như dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và sự an ủi cho dân Chúa trên con đường lữ hành trần gian. Cho nên rất là thiệt thòi và không có nỗi đau nào to lớn cho bằng nỗi đau phải mất mẹ, và cũng chẳng có sự mất mát nào sánh bằng việc thiếu vắng bóng người mẹ. Một người nhạc sĩ khi tưởng nhớ về người mẹ, ông đã biết rằng không có một bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. Vì thế khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy, bởi vì đối với mẹ bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Thưa anh chị em và thân quý, đau buồn luôn là lẽ thường tình của kiếp tự sinh, khi phải chia tay, khi phải đánh đổi, khi phải cách biệt với người mình thương mến. Nhưng trong cái nhìn đức tin thì cái chết không phải là dấu chấm nhất. Chỉ trong sự tự đạo và phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể sang tín được rằng bà Teresa đã bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Bà đã đi chọn hành trình của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Bà đã dành chọn 71 năm cuộc đời để sống ơn gọi là con cái Chúa. Và giờ đây Chúa đã đưa bà, gọi bà vào cuộc sống vinh hạnh. Bà Teresa mất đi, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp gỡ bà trong thánh lễ hay trong những kinh nguyện hàng ngày. Bà Teresa đi trong lòng mình, chúng ta sẽ ở lại trong lòng tin. Cái chết như một biển nhiệm, như một nhiệm cầu đưa bà ra đi về nhà cha trên trời, người bà sẽ được nghỉ yên muôn đời. Ở đó bà có thể hát lên với ông sông: tôi tin rằng đấng cứu chuộc tôi còn sống, và ngày tận thế từ bụi đất tôi sẽ đứng lên. Một ngày kia chính trong thân xác này tôi sẽ được nhìn thấy Chúa đấng cứu độ tôi. Xin Chúa nâng đỡ, an ủi và thêm sức cho gia đình thân quyến. Để rồi chúng ta tiếp tục nghiệp dân như thế này. Ước mong sao lời nguyện cầu của mỗi người chúng ta sẽ là lễ vật như hương thơm bay lên trước tôn nhan đấng tối cao. Và xin Chúa thương đón nhận và dẫn đưa bà chủ Teresa về hưởng hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Thank you.
con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh,
chi Thiên Chúa đều xóa tội trần gian, phúc cho anh được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Trong lúc tăng ra bối rối, có gì sơ xuất
xin mọi người lượng thứ, xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho bà cựu trùng Teresa của chúng con. Toàn thể tăng quyến chúng con đồng bái tạ. Anh chị em thân mến, sau khi tin tưởng cầu nguyện cho người chị em của chúng ta, ở đây chúng ta nói lên lời từ biệt cuối cùng, lời từ biệt dấu đơn vẻ u buồn của cảnh chia ly, nhưng cũng chẳng để an ủi nhờ niềm hy vọng. Thật vậy, chúng ta sẽ được gặp lại và sống thân mật với người chị em này. Từ đây chúng ta phải đau khổ giải tán nơi lòng nhà thờ này, nhưng nhờ Chúa xót thương ban ơn, ngày kia chúng ta sẽ vui mừng gặp lại trong nước Chúa. Và trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho lạy Chúa. Xin Chúa thương lau sạch nước mắt những thân bằng quyên thuộc của người qua cơn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Chúng ta cầu xin Chúa đã thương ban cho linh hồn Teresa được sống đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ chôn có lòng hối cải. Chúng ta cầu xin Chúa đã thương đưa linh hồn Teresa vào nước trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã cho linh hồn Teresa được ghi ân tín trong nước Thánh Tây. Chúng ta cầu xin Chúa đã thương cho linh hồn này được vào số các thánh và những người Chúa cho. Lạy Cha Chúa ở trên trời, chúng con nguyện nhận cha ta sang nước cha chỉ đến khi cha đã hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay Chúng con xin chờ đợi chúng con sẵn sàng chúng con sẵn sàng chúng con 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 chúng
thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bậc sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa ban cho tôi là ai đối được? Lạy Chúa, tiếng chuông sầu bao từ vọng vang, lại có một người bỏ thế giới này. Bát nước nên nghĩa chuyến đò nên quen, thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi, và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trong niềm tin Kitô thì đây là ngày về, ngày cha đời, ngày tháng rong rêu xuôi ngược đã chấm dứt, nợ tang bồng tay trắng vỗ tay re. Buổi tiễn chân người thân mến, xin chúc người về nhà cha trên trời, người hãy quay về cùng cha yêu dấu. Kính chúc người phàn nàn, từng tiếng chuông sầu bao từ vọng, lại có một người bỏ thế giới này. Bát nước nên nghĩa chuyến đò nên quen, thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi, và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trông niềm tin Kitô thì đây là ngày về, ngày cha đời, ngày tháng rong rêu xuôi ngược đã chấm dứt, nợ tang bồng tay trắng vỗ tay re. Đây là buổi tiễn chân người thân mến, xin chúc người về nhà cha trên trời, người hãy quay về cùng cha yêu dấu. Kính chúc người phàn nàn, về với Ngài hưởng vinh trên cõi trời ngàn đời. Xin nhớ cầu nguyện cho những người còn ở lại trên cõi dương gian.
tiếng chuông sầu bao từ vòng. Lại có một thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi, và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trông niềm tin Kitô thì đây là ngày về ngày trở lại, ngày tháng đồng đều rồi đã chấm dứt, nợ tang bồng tay trắng vỗ tay re. Tiên chân người thân mến, xin chúc người về nhà cha trên trời. Người hãy quay về cùng cha yêu dấu, kính chúc người phan an. Tiếng chuông báo tử ray rứt, xót xa, xé nát cõi lòng người nghe. Một tín hiệu không bằng tiếng người mà bằng tiếng chuông. Khi nghe, ai ai cũng biết là có kẻ lìa trần, từ giã dương gian để về với thế giới bên kia. Hay tin người thân tắt thở, được Thiên Chúa gọi về với Ngài, mọi người trong gia tộc, hàng xóm, láng giềng, mọi người quen biết, thân thiết đến quây quần xung quanh người quá cố để tiễn biệt và trao phó người quá cố vào bàn tay từ ái của Thiên Chúa, cầu xin cho linh hồn người quá cố an ủi tăng gia, tiếp tay với tăng gia tiến hành nghi thức tẩm liệm, lễ an táng, đưa tiễn người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi của người quá cố là một mất mát lớn lao, một lỗ trống khổng lồ trong tang quyến, không một ai trên trần gian có thể thay thế được. Duy một mình Thiên Chúa với quyền năng tạo dựng đất trời và muôn loài muôn vật trên mặt đất, trong đó có con người với thể xác linh hồn giống hình ảnh Thiên Chúa, chính Ngài mới có thể thay thế, lấp đầy chỗ trống, xoa dịu, ủi an tan quyến trong giờ phút đau thương này. Với lòng tin mãnh liệt nơi quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta cầu xin cho linh hồn người quá cố, cũng đồng thời dâng lời cầu nguyện.